có vỏ chuối cẩn thận trơn. Vỏ chuối thì có gì mà trơn nhỉ? Chỉ có mỗi cái vỏ chuối thôi mà biến anh thành như vậy sao? Anh đang nói dối à? Tôi không tin. Cứ như vậy không là cách. Chắc chắn sẽ người không tin. Sẽ thử dám lên. Vậy phải làm sao? Vậy là không thể dẫm lên nữa rồi. Cái này hay. Đi. Cậu vẽ, cậu làm sao vậy? Tôi neo lên mái nhà để bắt mạng wifi cho nó khỏe. Chẳng may dẫm phải vỏ chuối. Không biết đứa nào ném lên. Ai ốt thì mà.